Tập 14. Ta không chơi với các người. Lão Phu tùy ông xử lý. Chỉ đến gặp Diêm Vương kêu quan đi. Tống Kỳ, ông nên nghĩ đến thái sư đến ngày hôm nay chỉ còn lại một người con trai. Ông ta không thể cho con mình đi cưới con gái của một tội thần. Hạ quan cho là Ngô Đoan là một người rất tốt. Nó là người chính trực, nói sẽ giữ lời, sẽ không hủy hôn ước. Ông nghĩ quá ngây thơ rồi. Hôn nhân đại sự làm theo lệnh cha mẹ, theo lời mai mối. Tuy Ngô Đoan là người tốt, nhưng cậu ta có thể quyết định không? Trường đại nhân, ông thấy không? Ông nghĩ đi. Không những ông hại chính mình, mà còn hại rất nhiều người. Phu nhân, là tôi hại bà. Tôi có lỗi với bà. Lão gia, Lão gia. Ngô Hưng, ngươi về rồi, ngươi chịu khổ rồi. Lão gia, là Tống đại nhân đưa tiểu nhân về. Khấu kiến thái sư, là ông thả quản gia ra. Dạ đúng. Chuyện đầu tiên hạ quan nhiệm chức chính là thả quản gia về phủ. Chẳng lẽ ông không biết chuyện đầu tiên nhiệm chức là chuyện gì sao? Hạ quan biết. Hôm nay hạ quan đến là muốn bàn với thái sư làm thế nào xử lý Bao Chẩn và Trương Nghiêu Tá. Bây giờ ông là phủ doãn phủ khai phong, nắm quốc pháp, muốn xử lý thế nào thì xử lý. Còn muốn thương lượng với ta cái gì? Hạ quan chuẩn bị ngày mai thăng đường, giết Trương Nghiêu Tá trước, rồi giết Bao Chẩn và Mã Hán. Trương Nghiêu Tá đã nhận tội, có gì phải thăng đường? Còn với Bao Chẩn, chẳng qua chỉ là gian tặc đang bị bắt. Để đề phòng Công Tôn Sách bọn chúng làm loạn, nên mau chóng tiêu diệt bọn chúng. Hạ quan hiểu rồi. Ngày mai tên tập trưởng Tống Kỳ thăng đường, nhất định bất lợi cho Bao đại nhân. Công Tôn tiên sinh, hãy nghĩ ra cách gì cứu đại nhân đi. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là không ai không biết Bao đại nhân đã chết. Bọn chúng sẽ mượn cớ này phủ nhận thân phận của Bao đại nhân, đưa ông ấy vào chỗ chết. Nếu ngày mai thăng đường không phán Bao đại nhân tội chết, thì Bao đại nhân cũng chết dưới hình cụ. Vậy mau tìm hoàng thượng, nói rõ nguyên nhân cứu Bao đại nhân ra. Phải đó. Bây giờ chúng ta đã rời khỏi Khai Phong phủ, là bá tánh bình dân. Muốn gặp hoàng thượng nói chuyện không dễ đâu. Hơn nữa sự việc này nói cho hoàng thượng biết, vậy chúng ta cũng phạm tội khi quân. Bao đại nhân cũng sẽ khó tránh tội chết. Bao đại nhân trước khi đi có dặn dò, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được để hoàng thượng biết ông ấy giả chết. Vậy đi tìm Hàn thừa tướng xem ông ấy có cách gì không. Tìm ai cũng vô ích thôi. Tống Kỳ lại do một tay thái sư nâng đỡ. Ông ấy là con chó của thái sư. Vậy thì chỉ còn một cách: cướp pháp trường, náo loạn công đường. Bọn chúng đã lập mưu ám hại đại nhân, sợ là đã có chuẩn bị. Có đi cũng nộp mạng thôi. Thế này không được, thế kia cũng không xong. Chẳng lẽ nhìn Bao đại nhân bị cái gian hại chết sao? Các vị đừng quá nôn nóng, nghĩ còn cách gì hay không. Cướp pháp trường, náo loạn công đường không được, vậy thì cướp ngục. Cướp ngục phải. Tuy Tống Kỳ tiếp quản Khai Phong phủ, nhưng ông ta không tiếp quản được Đại Lao. Đại Lao thuộc Hình Bộ quản. Các người nghĩ xem, có quen thân với lính nhà Lao nào không? Tại hạ có hai người cùng quê làm quan sai trong Đại Lao. Tuy bình thường rất ít qua lại, nhưng quan hệ cũng không tệ lắm. Được, ngươi lập tức đi tìm họ đi. Các ngươi làm gì vậy? Trừ đại nhân, giờ chết của ông đã đến. Đi. Các ngươi làm gì vậy? Trương đại nhân, Bao đại nhân, nếu ngài may mắn được ra ngoài, tiểu nữ phải nhờ vào ngài. Làm ơn. Trương đại nhân,
kêu ông ta ký vào. Mau ký đi. Muốn giết muốn chém tùy ông xử lý. Ký cái gì? Kêu ông ta ký vào. Vụ án này lẽ ra kết thúc sớm, do bao chẩn bao che để ông sống hơn nửa năm. Trường đại nhân đã ký rồi, ông còn lời nào để nói nữa không? Không có gì nói cả, đồ giống mơ bội nghĩa. Lập tức đội ra chém cho ta. Dạ. Tống Kỳ, người chết không tốt đẹp gì đâu. Công Tôn tiên sinh, đêm khuya giờ đây không biết có chuyện gì. Quản ngục đại nhân, tại hạ đến là muốn dẫn bao đại nhân đi. Công Tôn tiên sinh đến dẫn phạm nhân đi phải có lệnh bài của hình bộ. Vì tình hình cấp bách, tại hạ không kịp đến hình bộ lấy lệnh bài, chỉ nhờ quản ngục đại nhân giúp cho. Nhiệm gì không được, không có lệnh bài không được dẫn phạm nhân, bên trên truy cứu gánh không nổi trách nhiệm đâu. Xin Công Tôn tiên sinh về cho. To gan thật. Ông dẫn bao đại nhân đi, tôi chống chọi cho. Cẩn thận. Công Tôn tiên sinh, đại nhân, mau lên. Bao chuẩn, mau lên bắt tên này lại. Toàn bộ dừng tay lại cho ta. Quản ngục làm tốt lắm. Đại nhân, theo luật của bổn quan, đã là phạm nhân đào tẩu đều phải chém đứt hai chân của hắn. Cho nên để sau khi tiểu nhân lôi hắn vào hình bộ chém hai chân xong, sau đó sẽ giao cho đại nhân xử lý. Đã là quy định của đại lao, vậy thì tùy nhà ngươi. Đi. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Làm tốt lắm. Bao đại nhân, vừa rồi tiểu nhân có tội. Đứng lên, đứng lên. Bao đại nhân, mau đi đi, không thì không còn kịp nữa. Lữ đại nhân còn chưa hành hình xong sao? Sắp xong rồi. Phạm nhân chạy rồi, mau đuổi theo. Đuổi theo, mau lên. Đi với ta đi. Đại nhân mau đi đi. Bắt hắn lại. Đi. Người giỏi lắm. Người giỏi lắm. Đi. Bao Chẩn đã chết nhiều ngày rồi. Hoàng thượng cũng đừng nên đau lòng cho ông ấy nữa. Tuy Bao Chẩn là quan thanh liêm, tiếng tăm rất tốt, nhưng thân là làm quan cũng có chỗ không được. Sao nói giống lời cha nàng vậy? Trước giờ trẫm chưa từng nghe nói Bao Chẩn có chỗ không được. Thần thiếp bảo gan hỏi bệ hạ, trên đầu có mấy thái dương? Một cái. Có mấy bầu trời? Một cái. Không phải nương nương muốn hỏi có mấy hoàng thượng sao? Hoàng thượng chỉ có một. Thần thiếp có ăn gan báo cũng không dám hỏi chuyện này. Nhưng mà thần thiếp chỉ cảm thấy hoàng thượng trả lời có phần thiên lệch. Thần thiếp cho rằng trên đầu có hai thái dương, có hai bầu trời,
Bà nghệ nói chuyện nằm mơ. Trên đầu làm gì có hai thái dương hai bầu trời? Đương nhiên hoàng thượng không nhìn thấy, thần thiếp lại thấy rất rõ. Một thái dương chiếu rọi mặt đất, còn một thái dương chiếu rọi nhân tâm. Một bầu trời là màu trắng, bị đám mây che lại, còn một bầu trời là màu xanh, giống như gương sáng treo cao vậy. Hoàng thượng, đây là những lời thần thiếp muốn nói từ lâu rồi, chỉ là không dám nói thẳng với hoàng thượng. Hào quang của bao trận đã che lấp hoàng thượng, như nhật nguyệt qua ngày, như chân hạ tạo nên đất. Ba tánh thiên hạ chỉ biết có bao trận, không biết có hoàng thượng. Nhớ hôm đó, sau khi hoàng thượng dự tang lễ của bao trận về, ngài cũng không bởi vì cảm thán. Đừng nói nữa, thần thiếp khiến hoàng thượng không vui, thiếp xin lỗi. Gương sáng treo cao cũng được, nhân tâm chiếu rọi cũng được. Người đã chết rồi, còn nhắc đến ông ấy làm gì? Bỏ đi, nói chuyện gì làm trẫm vui đi. Hoàng thượng muốn nghe chuyện vui gì? Tùy ý. Tối qua thần thiếp nằm mộng, thấy Đông Hải Long Vương. Ông ấy nói với thiếp: hoàng thượng đại tống nhân từ anh minh, yêu dân như con. Bổn vương đã thỉnh cầu Quan Âm nương nương tặng long tử cho hoàng thượng đại tống. Chỉ cần những ngày chờ đợi sẽ có vương tử kế nghiệp. Thần thiếp nghe xong liền vui mừng cười tỉnh giấc. Tỉnh lại mới biết đó là mộng. Mộng thấy Đông Hải Long Vương nhất định sẽ thành sự thật. Trẫm đã nửa đời người, đến nay vẫn chưa có con. Mấy năm này không ngừng có đại thần tấu thỉnh, mong trẫm có thể chọn ra người kế vị trong các thân vương, lập làm thái tử, vì an định thiên hạ, an bình xã tắc. Cho nên trẫm không chuẩn tấu, chính là mong nàng sinh cho trẫm một long tử. Nếu thực sự nàng sinh cho trẫm long tử, vậy là nàng đã lập công với Giang Sơn Đại Tống rồi. Trẫm rất vui mừng. Nhớ năm ngoái bao trận cũng từng thượng tấu, tấu xin hoàng thượng lập thái tử. May là không nghe lời ông ấy nói, nếu không lại phế đi thì thật là khó. Cũng không sao, trẫm có thể lập ra cũng có thể phế được. Bao trận thượng tấu dám nói thẳng cũng là suy nghĩ cho xã tắc. Bao trận chết đi, trong triều đình khó tìm được đại thần nào dám nói thẳng. Hoàng thượng, không sao đâu. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, có chuyện gì? Hoàng thượng, ông ấy vào cung rồi. Khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Bao chuẩn, ông vẫn còn sống. Cái gì? Bao chuẩn chạy rồi à? Là tài hạ bất tài, tài hạ bất tài. Ông thật làm lão phu thất vọng quá. Thái sư không cần tức giận, Trương Diêu Tá đã chết, thánh chỉ cũng không còn tồn tại. Bao chuẩn vẫn còn sống, cũng không làm gì được thái sư. Nhưng Bao chuẩn đã tìm được thi thể của Trương phu nhân. Ông ta sẽ dùng mạng người này để làm khó lão phu, khiến lão phu khó xử. Thái sư không cần lo lắng như vậy. Trương Diêu Tá đã trừ bớt quân lương, đã ký vào tội kháng chỉ bất tuân rồi, có ghi chép lại vụ án. Trương đại nhân có liên lụy đến. Nếu Bao chuẩn tra ra Trương phu nhân là do thái sư giết, cũng không nên kêu oan vì người chết. Phải, lão phu sợ ông ta làm gì? Bao chuẩn muốn đấu với lão phu à? Lão phu sẽ đấu tới cùng. Nếu đã như vậy thì không cần nói đến tội khi quân gì hết. Quân cơ không nề hà dối trá, phụng chỉ hành sự phải nên động não giống ái khanh như vậy. Di thần tạ ơn không giết của hoàng thượng. Không cần tạ ơn. Ái khanh bị người ta cho là kẻ cắp bắt vào đại lao, suýt chút nộp mạng, đúng là đại nạn không chết. Ái khanh vất vả rồi. Hoàng thượng, lúc đầu hoàng thượng thăng chức cho Tống Kỳ, thần đã từng khuyên can hoàng thượng, nhưng không biết tại sao sau đó hoàng thượng lại điều ông ấy từ Tam Ty sang Khai Phong phủ thăng liên tục 3 cấp. Thần thật sự không lý giải nổi. Thường có câu trung thần ở xa
mà tiểu nhân thì ở gần. Đây là đạo trị quốc của tiên hoàng lịch đại hoàng đế. Chẳng lẽ hoàng thượng quên rồi sao? Trẫm thiên vị dùng sai người rồi, không nên đề bạt ông ấy. Ái Khanh à, Bao phu nhân vừa qua đời không lâu, còn Khanh lại bày ra chiêu quá khó khăn này. Bây giờ về phủ đi, nghỉ ngơi vài ngày. Nếu mấy ngày không thượng triều, trẫm cũng không trách tội Khanh. Không, Trương Nghiêu Tá bị chết oan, phu nhân ông ấy lại bị người ta sát hại. Vụ án này chưa xong, Bao Chẩn đâu dám buông lời. Khanh còn muốn tra tiếp à? Phải, Bao Chẩn xử án quyết không bỏ cuộc giữa chừng. Hoàng thượng, thái sư cầu kiến. Cho mời. Truyền thái sư tấn kiến. Di thần khấu kiến hoàng thượng. Bình thân tạ hoàng thượng. Thái sư, ông coi Bao Chẩn Bao đại nhân là kẻ trộm bắt vào đại lao, vậy là ông không phải rồi. Di thần cũng vì chuyện này mà đến đây. Bao Chẩn đã chết, thiên hạ ai ai cũng biết. Di thần đâu ngờ đường đường là Bao đại nhân lại làm chuyện mèo mã gà đồng như vậy. Trong triều bàn tán xôn xao, nói Di thần lập mưu ám hại Bao Chẩn, nói Trương Nghiêu Tá nhận tội thay thần. Di thần thật gánh không nổi cái quả này, đến xin hoàng thượng cho rời khỏi nơi thị phi này, đi về quê. Ông lớn tuổi như vậy, đi đâu được đây? Hoàng thượng, thường có câu trời đất nơi nơi đều có đất chôn. Lão thần đến đâu sống cũng được, nhưng không thể sống ở kinh thành, tránh chịu không nổi miệng lưỡi người đời châm chọc khiêu khích. Thân là chính trực sợ gì bị ảnh hưởng, chỉ cần hỏi lòng không ấy nấy, còn sợ người ta bàn tán sao? Hoàng thượng, miệng lưỡi người đời rất đáng sợ. Bao Chẩn không thăng đường với Trương Nghiêu Tá, không thẩm tra, lại công bố hư tình, hãm hại với thần, thần làm sao chịu nổi? Xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần về quê. Trẫm có đồng ý thì nương nương cũng không chịu. Bất kể nương nương có đồng ý không, Di thần không đi không được. Hoàng thượng, Di thần ở trong triều chỉ làm cho ai đó cảm thấy chướng mắt. Có phải thái sư thấy đã hủy đi chứng cứ, không để lại dấu vết, Bao Chẩn không thể điều tra ra? Vì thế ông dùng lùi mà tiến tới, muốn xin hoàng thượng kêu quan giùm ông. Bao Chẩn, ông không được vu khống lão phu. Lão phu có tiêu diệt chứng cứ, không để lại dấu vết sao? Vụ án đang trong lúc thẩm tra, ông lại ra lệnh cho Tống Kỳ giết hại Trương Nghiêu Tá. Đây không phải tiêu diệt chứng cứ, ông thừa bất thánh chi nhận. Đây không phải là không để lại dấu vết sao? Ăn nói hồ đồ. Trương Nghiêu Tá sớm đã nhận tội, nếu không vì được ông bưng bít, ông ta đâu có sống đến ngày hôm nay. Làm theo luật xử trảm cũng kêu là tiêu diệt chứng cứ. Cái thánh chỉ gì đó lão phù vốn không biết, hoàn toàn là giả dối không có thật. Đã là giả dối không có thật, vậy tại sao ông mưu sát Trương phu nhân? Trương phu nhân đến tử lao thăm tù bị người ta giết hại, sao ông có thể vu khống lão phu? Chẳng lẽ ông không biết người nhà của tử tội không được cho đi thăm sao? Trương phu nhân và lão phu là thông gia, bà ấy nhiều lần xin lão phu cho đi thăm. Lão phu thấy bà ấy tội nghiệp đành phải đồng ý. Không ngờ bị người ta sát hại. Còn ai là người giết Trương phu nhân? Xin hoàng thượng minh xét. Được rồi, vậy vị Ái Khanh đừng gây nhau nữa. Vụ án này đã kết thúc. Bao Ái Khanh muốn tra ra sự thật, trẫm cũng không ngăn cản, nhưng cũng không nên tiếp tục tra mà chẳng được gì hết. Trẫm cho ông trong vòng một tháng tra rõ vụ án này, mau chóng lấy về 100 vạn lượng quân lương. Có làm được hay không? Một tháng à? Còn ngắn quá không? Lời hoàng thượng là kim khẩu, ông không thể chối từ. Được, Di thần tuân chỉ. Khoan đã, quân vô hí ngôn. Nếu trong vòng một tháng tra không ra vụ án này, lấy không được 100 vạn lượng về, là ông khi quân phạm thượng. Ông suy nghĩ cho kỹ đó. Bao Ái Khanh, nếu không chắc chắn, bây giờ vẫn có thể thay đổi. Không, hoàng thượng, chưa tra rõ vụ án này, Bao Chẩn quyết không buông xuôi. Nếu trong vòng một tháng không thể kết thúc vụ án này, Bao Chẩn xin lấy đầu mình ra bảo đảm. Được, Bao đại nhân mau lẹ như vậy. Nghiêm công công chuẩn bị bút mực. Bao đại nhân, mời.
Được. Bảo Ái Khanh, Khanh không cần quá tận tâm như vậy. Văn tự sinh tử không được tùy tiện lập. Xin hoàng thượng quá mục. Đại nhân về rồi. Đại nhân. Đại nhân. Lúc này lão phu đã lập văn tự sinh tử trước mặt hoàng thượng, lấy đầu mình ra bảo đảm, trong vòng một tháng phải phá được vụ án này. Một tháng. Phải. Bây giờ chỉ còn biết nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực. Đại nhân, cho dù tại hạ máu đổ đầu rơi cũng không chối từ, xin đại nhân chỉ dạy. Bây giờ mọi chứng cứ đã không còn nữa, chúng ta chỉ có thể làm được là ra sức tìm cho được Trần Thiếu Xuân. Dạ, đại nhân. Đường đường là thái sư đương triều, tôn là quốc trượng, chẳng lẽ vì 100 vạn lượng quân lương mà làm ra những chuyện dơ bẩn vậy sao? Hay là bên trong còn có nguyên nhân nào khác? Thật khiến người ta khó giải thích. Bao đại nhân, tại hạ đã điều tra, Diêu Tri Chương Hà Đông báo cáo sai quân tình, ăn bớt quân lương, thường cùng thái sư làm chuyện gian trá, dối trên lừa dưới. Lão già, người xem. Được. Lão già, hậu duyên này đẹp quá. Phải. Nhưng mà lão phu không an tâm nhất chính là mật thất này. Bao Chẩn đã đào mộ tìm 4 người thợ đá đó, khẳng định sẽ liên tưởng đến bọn chúng vì mật thất của lão phu mà chết. Lão già còn không mau di chuyển tài sản phía dưới đi, để trong nhà còn không an tâm, để ở bên ngoài sao an tâm được? Chỉ cần không có chứng cứ gì, ông ta dám lục soát phủ thái sư, hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý. Phải phái người canh giữ mật thất, canh giữ một tháng, Bao Chẩn sẽ chết vì hoài nghi. Thái sư. Thái sư. Sao hôm nay ông lại cải trang như vậy? Hôm nay hoàng thượng thu quan phục của tại hạ lại rồi, tại hạ chỉ còn lại một bộ y phục bình dân. Không cần lo lắng, sau một tháng khai phong phủ trả lại cho ông. Đa tạ thái sư. Đa tạ thái sư. Đứng lên, đứng lên. Nếu Tống đại nhân không được phục chức, chẳng lẽ để lão phu cho con cưới một người bình dân sao? Lão phu có đồng ý, Ngô Đoan cũng không đồng ý đâu. Ông yên tâm đi. Liên tiếp 3 ngày không tìm thấy bóng dáng Trần Thiếu Xuân đâu, tại hạ rất lo lắng. Chỉ cần Trần Thiếu Xuân còn ở kinh thành, bắt được hắn ta không khó. Ta không bắt được hắn, hắn cũng đến tìm ta. Chỉ cần chúng ta cho hắn biết tin tức đi suốt tuần, hắn nhất định mắc bẫy. Tiên sinh có tin không? Phải. Ngày mai tại hạ đi phát tin.
Lúc nãy ta suy nghĩ đến một vấn đề. Tiên sinh nói tại sao ta đi đến đâu Trần Thiếu Xuân đều đến đó. Với tập tính tự đến tự đi của hắn, hắn không thể nào hiểu rõ hành tung của ta rõ ràng như vậy. Bên trong nhất định có người sai khiến hắn. Lần trước phu nhân bị hành thích, vì Ngô Thế Sư cho là ngài đi Lưu Châu đón dì nương, nên Trần Thiếu Xuân đi hành thích quyết không trùng hợp. Nhất định là Thái Sư đang chỉ thị phía sau. Bất kể là ai chỉ thị, chúng ta nhất định bắt được hắn, là câu được rắn ra ngoài hang. Quản gia đến rồi. Nói tiểu thư biết, lão gia cho mời. Xin quản gia đợi một chút. Tiểu thư, lão gia cho mời. Ta biết rồi. Ta thấy y phục, lát sau sẽ đến. Dạ. Tiểu thư, mời. Lão gia, thuộc viên tiểu thư đến rồi. Ngươi ra ngoài đi. Dạ. Mời thuộc quyên tiểu thơ ngồi. Đã lâu không chơi cờ với cô. Lão phu có rảnh, muốn chơi một ván với cô. Sao nhìn ta như vậy? Ngồi đi. Hôm mẹ tôi đi khỏi, ông cũng kêu tôi đến chơi cờ. Sau đó không thấy mẹ tôi đâu. Ông độc ác vậy. Ông trả mẹ cho tôi. Cô nói gì lão phu nghe không rõ. Có phải bao chuẩn nói với cô không? Ta giết mẹ cô làm gì? Hôm mẹ cô đi thăm cha cô, cô chơi cờ với lão phu ở đây. Mẹ cô bên ngoài làm chuyện gì? Sao lão phu biết được? Ông nói láo. Rõ ràng là ông giết. Vì muốn tìm thánh chỉ đó nên ông giết mẹ tôi. Thù quyên tiểu thơ, cô bình tĩnh một chút. Nếu lão phu muốn giết mẹ cô, sao còn đón mẹ con cô vào phủ? Nếu không có lão phu giúp đỡ, theo luật thì hai mẹ con cô đã bị xử chết rồi. Nếu không nhận cô làm thiếp, bao chuẩn sẽ làm hại cô. Lão phu nhận cô làm thiếp đã phải chịu sự bàn tán và chỉ trích rồi. Lão phu có dũng khí lớn như vậy, cô phải hiểu cho lão phu. Cô muốn làm gì? Tôi muốn giết tên quan đội lúc cầm thú. Tô Quyên, sao lại giết lão phu? Ông ác độc như vậy, tôi ác tay trời. Tôi phải chém ông nghìn đao để trả thù cho cha mẹ. Người đâu? Bắt thích khách. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Tôi muốn giết ông ta. Buông tôi ra. Đồ hèn hạ, dám hành thích lão phu. Lão phu sẽ cho bấm cô thành ngàn mảnh. Dừng tay. Bao chuẩn to gan, dám đột nhập vào phủ Thái Sư. Ông biết tội gì không? Ông không cần hỏi chuyện này. Bây giờ Trương Tiểu Thơ là nhân chứng duy nhất của vụ án này. Ta muốn dẫn cô ta về Khai Phong Phủ nghe thẩm tra. Khoan đã, lúc nãy cô ta muốn hành thích lão phu. Không, ta thấy hoàn toàn ngược lại. Là ông muốn giết Thù Quyên. Trương Long Triều Hổ. Dạ. Dẫn Trương Tiểu Thơ về Khai Phong Phủ. Dạ. Đi. Thái Sư, cáo từ.
Bao Hắc Tử, người muốn tìm chứng cứ từ con tiểu nữ đó à? Người mơ tưởng đi. Ngô Hưng, đi tìm Tống Kỳ đến. Dạ, lão gia. Khó lắm mới ra ngoài một ngày vào cung thăm nương nương, để biết xảy ra nhiều chuyện như vậy. Con tiện nhân đó dám ra tay với ta, may nhờ Bồ Tát phù hộ, không bị thương đến chỗ hiểm. Hành thích trọng thần đương nhiên phải bị xử trảm. Sao ông tha nó đi? Đàn bà con gái hiểu cái gì? Đừng có hỏi nhiều nữa. Thầy sư đừng tức giận, an dưỡng cho khỏe đi. Cẩn thận đừng để vết thương bị sưng. Đệ phu đi cẩn thận, phu nhân không cần tiễn. Thầy sư, ngày sao vậy? Lão phu tới thư phòng một chút. Ông đi với ta đến thư phòng, có chuyện quan trọng cần bàn. Bao đại nhân, xin giúp tiểu nữ trả thù cho cha mẹ. Đương nhiên lão phu muốn trả thù cho cô, nhưng mà chứng cớ đã không còn nữa. Chỉ cần có thể trả thù cho cha mẹ, tiểu nữ nguyện thăng đường làm chứng. Nếu để cô thăng đường có thể cáo được thái sư, đương nhiên là chuyện tốt rồi. Nếu không cáo được ông ta, vậy thì phạm tội với trên dưới, dù không hoàng thân quốc thích, theo luật sẽ bị xử tội chết. Bao đại nhân, tiểu nữ ta chịu chết. Không không, thù chưa trả làm vậy không phải đáng tiếc sao? Công tôn tiên sinh, sắp xếp một phòng cho tiểu thư nghỉ ngơi đi. Dạ. Bao đại nhân, nhất định trả thù thay tôi. Về nghỉ ngơi trước đi. Tiểu thư, nghỉ ngơi trước đã. Mời theo tôi. Thái sư, là chuyện gì? Bao Chưởng phái người đi bắt Như Tri Chương rồi. Quan tướng biên ngại không có thánh dụ của hoàng thượng, sao tự ý bắt người, làm dao động quân tình, biên cương thất thủ. Bao Chưởng không có nỗi trách nhiệm trọng đại vậy đâu. Bao Chưởng muốn bắt Như Tri Chương, đương nhiên bẩm tấu hoàng thượng. Ông ta đã lập văn tự sinh tử kỳ hạn phá án trước mặt hoàng thượng rồi. Cho dù là bắt ai, bất kỳ ai cũng không được cản trở. Lão phu định phải nhờ ông đi Hà Đông một chuyến. Thái sư cứ việc dặn dò. Đây là tờ ngân lượng 50 vạn lượng quân lương. Đến Hà Đông giao cho Dư Tri Chương, nói cho ông ta biết Trương Nghiêu Tá đã chết, mọi trách nhiệm đều đẩy hết cho ông, không được làm liên lụy đến lão phu. Còn nữa, nói cho ông biết, chức tiết độ sứ Hà Đông không có ông ấy không được. Thái sư cứ yên tâm, tại hạ nhất định không phụ sứ mạng. Mau đi đi, mau chóng gặp được Như Tri Chương trước khi người của triều đình đến Hà Đông. Dạ. Ngô Hưng, lão gia, có gì dặn dò? Lá thư này phải giao đến tận nơi, không được sai sót. Thuộc hạ biết rồi. Tiểu thư, lão gia đến thăm cô. Thủ quyên. Bao đại nhân, đứng lên đi. Thủ quyên, trước khi cha cô qua đời, dặn dò ta phải chăm sóc cho cô. Thôi được, sau này cô yên tâm ở trong nhà chúng ta. Có chuyện gì thì tìm Lạc Mai. Tiểu nữ không cần gì hết, chỉ yêu cầu đại nhân trả thù cho cha mẹ mình. Cô yên tâm, thù của cha mẹ cô nhất định phải trả. Nhưng tôi nghe nói hoàng thượng chỉ cho ngài thời hạn một tháng. Ta không cần dùng đến một tháng. Nếu không ngoài dự đoán của ta, trong thời hạn hai ngày sẽ có tiến triển rất lớn. Hai ngày? Phải. Trẫm có một lời không thể không nói. Đầu năm Đa Hà Chỉ lập miếu cho nương nương, cấp phát 20 vạn lượng. Nếu thiếu thì cứ nói thẳng với trẫm, cớ gì phải truyền thánh chỉ giả giảm bớt quân lương?
Hoàng thượng, lời này từ đâu mà ra? Khanh không cần giấu trẫm, chuyện gì trẫm cũng rõ. Sau khi Bao Chuẩn bị khanh bắt vào đại lao, ông ấy và Trương Nghiêu Tá gặp nhau trong đại lao, nói chuyện tâm tình cả đêm. Trương Nghiêu Tá đã nói hết mọi chuyện với Bao Chuẩn rồi. Chính vì Trương Nghiêu Tá chết rồi nên Bao Chuẩn mới vô khống ám hại lão phu. Hoàng thượng không nên tin. Bao Chuẩn không nói láo đâu. Nhưng mà ông ta không có chứng cứ. Chứng cứ đã bị tiêu hủy hết rồi. Chứng cứ gì? Hoàng thượng, người đừng nghe lời Bao Chuẩn. Trước khi Trương Nghiêu Tá vào ngục đã đưa thánh chỉ giả đó lại cho phu nhân ông ta. Vì Trương phu nhân chết rồi cho nên Bao Chuẩn mới nói như vậy. Trẫm tin Bao Chuẩn không biết theo dệt. Trước khi Trương phu nhân gặp nạn đã cảm thấy thái sư sẽ không tha cho bà ấy, nên đã giao thánh chỉ giả đó cho con gái bà ấy. Sau khi Trương phu nhân đi rồi, thái sư đã gạt cô ấy đến thư phòng, lục soát trong người cô ấy tìm ra thánh chỉ đó, thiêu hủy tại chỗ. Hoàng thượng, nếu hoàng thượng tin tưởng lời Bao Chuẩn thì xin trị tội với thần. Nếu trẫm muốn trị tội khanh, sẽ nói hết mọi chuyện cho khanh nghe sao? Đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Giả truyền thánh chỉ là tội đại nghịch bất đạo. Trẫm thật không muốn trị tội khanh. Không những khanh chết, nương nương cũng chết. Nương nương mang thai long tử là cốt nhục của trẫm. Trẫm sao nhẫn tâm cho chết chứ? Ai kêu chúng ta là người một nhà, không thể nào dặn cánh tay ra bên ngoài được. Ta hoàng thượng, nhưng mà trẫm cảnh cáo khanh, đừng cho là trẫm bao che khanh thì hết chuyện. Bao Chuẩn là người không nhận họ hàng. Trẫm đã mấy lần muốn ông ấy kết án, ông vẫn không chịu phụng chỉ, phải tra ra cho được. Nếu thật sự có điểm yếu thì ngay cả trẫm cũng cứu không nổi khanh. Giết phò mã, mưu sát Triệu Dương, đánh Long Bào, những thứ này ông đều rõ. Lâm đầu đao của Khai Phong Phủ chính là để trị hoàng thân quốc thích. Khanh cẩn thận một chút mới phải. Trẫm không ngại nói thẳng, khanh có được ngày hôm nay là vì hoàng hậu đã mang thai cho ta long tử. Đối với trẫm, đây là một chuyện hỷ của Giang Sơn Đại Tống. Trẫm kính ông một ly. Di thần không dám. Có gì không dám? Về công mà nói, hai ta là thân phận quân thần. Về tư mà nói, là cha vợ con rể. Trẫm kính cha vợ một ly cũng phải thôi. Cha, đây là rượu hoàng thượng kính cha. Cha uống đi. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, Di thần có chuyện không rõ. Nói đi. Hoàng thượng đã bao che cho Di thần mọi thứ, vậy sao còn hạ chỉ đi bắt tiết độ sứ Dư Tri Chương Hà Đông? Trẫm có hạ chỉ à? Không có thật sao? Trẫm không biết, nghe ai nói vậy? Bao Chuẩn. Chà, vậy là Bao Chuẩn nói bậy. Hoàng thượng sao lại hạ chỉ bắt Dư Tri Chương? Dịch xoáy biên cương sẽ làm dao động lòng quân. Thái sư, mời. Đứng lại. Quả nhiên không được ngoài Bao đại nhân dự đoán. Tống Kỳ, Mạc tướng đợi ở đây đã lâu. Trương Long, ngươi muốn làm gì? Tống Kỳ, còn không xuống người chịu trói, sao mà muốn chạy đi đâu? Tống Kỳ, ông nên hiểu, bây giờ ông không còn làm quan nữa. Nếu ông không khai sự thật,
chỉ có cẩu đầu đao hầu hạ ông. Còn nếu như ông nói ra sự thật, lão phu có thể xử lý nhẹ cho. Bây giờ ta hỏi ông lần nữa, là ai đưa cho ông ngân lượng? Ông muốn giao cho người nào? Đại nhân, nếu không dụng hình, ông ta không chịu khai đâu. Người đâu? Đánh mạnh 40 trượng. Thái sư đến. Cứu mạng thái sư. Dừng tay. Dừng tay. Bảo chứng. Được rồi. Dừng tay. Bảo chứng. Ông thăng đường thẩm tra Tống Kỳ, ông ta phạm tội gì? Bổn quan đang thẩm tra án, có phải là vì tờ ngân phiếu không? Vậy xem ra thái sư cũng là người biết chuyện. Ngân phiếu là lão phu đưa, sao lại không biết chuyện? Xin hỏi thái sư, ông đưa ngân phiếu 50 vạn lượng cho Tống Kỳ đến Hà Đông là vì chuyện gì? Lão phu có cần bẩm báo với ông hay không? Hãy